Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 4 tháng 11 âm lịch. Đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 4 tháng 11 âm lịch. Nếu bạn thuộc những con giáp này thì hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Vào ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng sẽ thành công mỹ mãn. Về vấn đề tiền bạc, các bạn có thể nhận được lộc từ bạn bè, người thân, họ hàng. Trong chuyện tình cảm, với những người bạn còn độc thân, thì ngày hôm nay các bạn có khả năng cao sẽ gặp được một người yêu lý tưởng. Những con giáp này hãy hoan hỉ mà đón nhận lộc nhé! Một, tuổi Tý. Tuổi Tý may mắn được tam hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải trong hôm nay. Dù đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào, cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực. Kim sinh thủy còn mang tới cho những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của người tuổi Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút giây hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng suy nghĩ quá nhiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 11 âm lịch, người tuổi Sửu có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các lựa chọn quan trọng trong ngày hôm nay. Nhờ tỷ kiên soi chiếu, bạn có thể đi trước người khác, trở thành nhân vật nổi bật và giành nhiều lợi thế về phía mình. Dù năng lực của bạn đã được khẳng định, nhưng không phải việc gì con giáp này làm cũng đúng, nên đừng khoe mẽ quá về khả năng của bản thân. Sự thật là ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi, thậm chí hơn bản mệnh rất nhiều. Vì vậy hãy luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi, thế giới xung quanh của mình sẽ tốt hơn cho tương lai của bạn. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng khá thuận lợi nhờ thổ sinh kim, những áp lực trong cuộc sống và công việc của con giáp này dường như chẳng còn là gánh nặng với bạn mỗi khi bạn ở bên cạnh người ấy. Đối phương là nguồn an ủi và động viên lớn lao với bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Tử vi hôm nay dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất. Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ, đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi. Thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai. Ngày ngũ hành sinh xuất khiến chuyện tình cảm có phần sa sút, cả bạn và nửa kia đều có quan điểm trái ngược trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình. Cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Được lục hợp tương trợ, tuổi Tỵ nên tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao mới. Con giáp này đã xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có cột mốc để hướng đến chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước. Tin vui nữa là vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ cũng đang tiến triển vô cùng hanh thông và thuận lợi. Con giáp này tìm được thời cơ để phát huy khả năng, thế mạnh của mình. Nhờ thế mà làm việc gì cũng hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc dư dôi, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như trước nữa. Cát khí còn báo hiệu, người cầm tinh con rắn có vận đào hoa khởi sắc. Con giáp này đón nhận những tin tốt lành trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể gặp được đối tượng ưng ý, có khả năng trở thành một nửa của mình trong tương lai khi những rung động lúc ban đầu của hai bạn khá là mãnh liệt.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi trong ngày được tài tinh chính tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào, nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập, giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả. Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy. Hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt. Thổ sinh kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Còn sắp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Dậu. Chính quan xuất hiện, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Các thần này sẽ giúp bạn có được cơ hội hợp tác với nhiều người có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Bản mệnh có thể sẽ trở thành trung tâm của nhóm và gặt hái được nhiều thành công. Tài vận cũng được cải thiện nhờ những nỗ lực và sự tích lũy không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Thu nhập được đảm bảo, tạo ra sự tự tin cho con giáp này. Nhờ vậy, bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những ước mơ mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 7. Tuổi Tuất. Trong ngày 4 tháng 11 âm lịch, thiên tài sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho người tuổi Tuất, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc vô cùng dồi dào. Tuy nhiên cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh, tiền bạc kiếm được nhưng nếu người tuổi Tuất không biết cách quản lý tài chính thì tiền có chất thành núi cũng sớm hao hụt. Đây chính là lý do khiến con giáp này chẳng thể giữ nổi tiền bạc trong tay. Thổ sinh xuất cho kim còn cảnh báo Tuất về những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Tình cảm vốn không thể gượng ép, nếu cứ chỉ có một bên cố gắng thì sớm muộn gì mọi thứ cũng đổ vỡ. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội để thay đổi tình trạng hiện tại. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!